Chào các bạn đã đến với lớp dạy nghề sửa chữa Mai Mai Nam Tuyển. Thì trong thời gian vừa rồi thì mình cũng có nhận được một số tin nhắn của các bạn là kêu mình làm cho một cái video để hướng dẫn là cách chỉnh cái đồng bộ của máy căn xe lưng 12 kim. Thì cái đồng bộ của 12 kim này thì nó có cái gì gọi là đặc biệt và nó nghiêm trọng và nó ảnh hưởng như thế nào đối với đường may. Thì mỗi khi đồng bộ nó bị sai thì dẫn đến là chúng ta khi may thì nó dẫn đến là tình trạng là có thể là gãy kim hoặc là bỏ mũi. Thì chúng ta may đường hàng mà 3 sọc hoặc 6 sọc là chúng ta may là trong một đường may rất dài như vậy mà chỉ cần bỏ một mũi thôi là sẵn sàng chúng ta có thể là trên 6 sọc đó hoặc 3 sọc có thể là 6 đường may hoặc 12 đường may có thể bị tháo hết. Nhưng vì vậy là đối với cái chỉnh cái đồng bộ này thì nó cũng thực sự là nó khó, thì nó cũng không có gì là khó cả, nếu chúng ta chịu khó để ý mình làm từng bước một thì chỉ trong vòng độ 4 bước là chúng ta có thể là chỉnh một cái đồng bộ rất đơn giản. Thì bây giờ là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng bước và các bạn nhớ theo dõi thật chi tiết nhé. Đấy này, thì tình trạng như thế này thì chúng ta được đánh giá là nó bị sai đồng bộ rất nghiêm trọng này. Khi đường về của chúng ta nó bắt ra mãi ngoài đầu mũi như thế này thì nó không đồng nhất giữa kim và móc, thì nó không khớp với nhau thì đó là sai đồng bộ. Thì bây giờ cái việc đầu tiên của chúng ta làm thì cũng không bao giờ bỏ qua được cái bước là chúng ta sẽ chỉnh cái độ ngả móc lên kim trước, rồi sau đó là chúng ta sẽ chỉnh chiều sâu trụ kim. Thì cái việc đầu tiên thì chúng ta cần làm là chúng ta nhả tạm thời cái ốc móc này ra, nhả tạm thời thôi cái ốc của dàn móc dưới ra, chứ chúng ta đừng mở lỏng một chút. Chúng ta rất khó làm sao nó vừa phải thế để chúng ta làm nó không bị chạy là được rồi đó. Chúng ta làm sao thì tay chúng ta có thể ấn qua ấn lại. Rồi việc tiếp theo là chúng ta sẽ nhả cái trụ kim này ra một chút xíu cho nó tự do. Giờ chúng ta không quan tâm mà trụ kim nó nằm ở vị trí nào, cứ làm sao nó thõng xuống dưới để chúng ta chỉnh cái khoảng cách móc đến kim mà là được rồi. Thì cái việc nữa là chúng ta sẽ căn chỉnh lên cái khoảng cách này từ đầu móc đến cái kim này, cái đầu móc đến cái kim này giữa hai bên này. Đấy, lấy chúng ta lấy hai cây làm bìa, hai cây bìa chúng ta làm chuẩn. Chúng ta lấy hai cây bìa này chúng ta làm chuẩn, chúng ta chỉnh làm sao từ đầu này đến đầu móc đến cái kim này là 3 ly, và đầu móc từ cái kim trong này cũng vậy là 3 ly. Rồi, chúng ta ốp vào đây, chúng ta chỉnh làm sao cho nó là chính xác nhé. Hai bên phải giống nhau. Cái này 3 ly rồi, ta đôi bên trong này nữa 3 ly nữa là ok. Rồi, cây trong chúng ta đạt được 3 ly. Nếu trường hợp mà chúng ta hai bên này nó không được 3 ly, cái này với cái này nó lệch nhau thì chúng ta phải điều chỉnh lại cái độ nghiêng của trụ kim này. Sau khi chúng ta lấy được khoảng cách 3 ly rồi thì việc tiếp theo là chúng ta sẽ vặn cái ốc này lại, quay trục trụ kim tạm thời lên đi, và chúng ta sẽ nhả nó ra nhẹ nhẹ thôi, không được phật cái là nó lại thay đổi thông số. Vặn ốc 3 ly này lại cho xong. Bước thứ hai nữa là chúng ta, cái việc này là rất quan trọng này, là chúng ta sẽ lấy cái chiều sâu trụ kim. Lấy chiều sâu trụ kim thì lúc này chúng ta sẽ quay cho trụ kim này lên hết tấn công. Lúc
này là chúng ta này sẽ quay là cho trụ kim lên hết tận cùng này, tức là cái kẹp trụ kim này, rồi lúc này nó sẽ nằm ở điểm trên cùng. Chúng ta quay này cho trụ kim này lên này. Thấy chưa? Lúc này trụ kim chúng ta này, kẹp trụ kim lên tận trên cùng. Thế là chúng ta sẽ lấy cái thông số từ mặt nguyệt lên đến đầu kim này. Nó là 12 ly. Mà chúng ta có thể dao động từ 12 ly cho đến 13 ly, không sao. Phải được phép dao động. Chúng ta sẽ đưa thước vào đây chúng ta đo này. Đó. Cái này chúng ta của mình ở đây được là đến được 11. Chúng ta đưa lên thêm này, xíu nữa. Rồi. Vậy là sau khi chúng ta lấy xong cái chiều sâu trụ kim rồi thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành chỉnh cái đồng bộ. Vậy là sau khi chúng ta mở nắp ra, chúng ta để ý này, ở phía bên phải này của chúng ta này, trong này nó có 3 cái, 1, 2, 3. Thì cái thứ nhất này là của chúng ta thì đây chính là cái đồng bộ. Cái này là đồng bộ, cái này gọi là cam bàn lừa, ăn cưa, còn đây chỉ là cái khớp nối thôi. Thì đặc biệt chúng ta hai cái này tạm thời chúng ta chưa quan tâm đến làm cái gì. Thì bài của mình hôm nay là chia sẻ đến các bạn là cách chỉnh cái đồng bộ, thì chúng ta chỉ quan tâm cái đồng bộ. Thì trong này nó có hai cái ốc nhé. Thứ nhất là ốc thứ nhất này, ốc thứ hai này. Đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ đưa cái ốc thứ nhất này về phía lòng mình này. Về đây. Và chúng ta này điều chỉnh cho cái móc này vừa tiếp xúc vào với kim. Thấy chưa? Bằng cách là chúng ta xoay cái cam này cho móc vào tiếp xúc với kim này. Và bên này chúng ta sẽ nắm chặt cái ốc này lại. Và tay chúng ta sẽ xoay bô ri. Một là chúng ta nắm chặt như thế này. Hai là chúng ta có thể xỏ cái lục giác vào, nhưng tay chúng ta nắm được, chúng ta nắm chặt cục này lại. Và lúc này chúng ta sẽ quay cho kim rút lên này. Đấy, chúng ta sẽ theo dõi bên này, kim rút lên. Thấy chưa? Thì chúng ta cứ điều chỉnh làm sao khi từ mép trên lỗ kim này đến đầu móc này là chúng ta sẽ chia cái khoảng cách trống này ra. Thì chúng ta sẽ lấy 4 phần 46 này, chúng ta sẽ lấy từ dưới mép trên lỗ kim này, mép trên lỗ kim này đến đầu móc này. Ví dụ như từ đây của nó là 1 phân chẳng hạn, thì chúng ta sẽ lấy là 4 ly. Thì chúng ta đây là có 6 ly thôi, thì chúng ta sẽ chia ra làm 4 phần. Đó. Vậy là 46. Khi đạt được cái thông số, chúng ta sẽ vặn cam lại. Đây là một cách lấy nhanh nhất. Chứ còn nếu mà chúng ta áp dụng cái phương pháp nữa là chúng ta sẽ quay cho kim lên cao nhất, thì cách đó chúng ta sẽ lấy nó sẽ là lâu hơn, bởi vì chúng ta cũng vẫn phải lấy thêm một bước nữa, có thể là thay đổi cái độ hở đứng hoặc là thay đổi một xíu chút mà cái đường đi đường về. Nếu như chúng ta chịu khó mà chúng ta xoay kiểu này thì chúng ta bắt một cái là chúng ta ăn ngay. Thì nếu như chúng ta sẽ nắm được ba cái thông số cơ bản, thứ nhất là chúng ta làm cái khoảng cách từ móc này đến kim này chúng ta căn đủ 3 ly. Cái thứ hai nữa là chúng ta căn chỉnh cái chiều sâu trụ kim đúng thì chúng ta bắt đồng bộ, thì tất cả mọi thứ nó sẽ khớp. Khi chúng ta này xuống này, xuống đây thì là sẽ lỗ móc này thì lỗ kim nó sẽ tự trùng nhau. Móc của lỗ kim chúng ta bắt là sẽ tự động trùng với nhau. Thì cái này là chúng ta chỉ có ba cái thông số cơ bản và các bước làm thì rất đơn giản là như vậy thôi. Còn nếu mà các bạn cần tìm hiểu sâu hơn về cái phần mà chỉnh chiều sâu trụ kim và cắt chỉnh móc và gạt móc như thế nào, thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả, thì các bạn có thể vào đó là tham khảo và tìm hiểu thêm. Thì video này mình chỉ có hướng dẫn cho các bạn là cách lấy đồng bộ làm sao cho nó nhanh, cho nó đúng. Thì video này mình chia sẻ cho các bạn hôm nay đến đây là hết.
các bạn xem, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho mình và để theo dõi những video tiếp theo của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.